Xin chào các bạn, à, video bài học này thì Phan Anh sẽ bổ sung thêm cho các anh chị và các bạn một cái quy trình à, xây dựng thương hiệu cá nhân theo 10 bước thì Phan Anh đã trình bày với các anh chị và các bạn một cái quy trình chuẩn của thế giới à, hiện nay các bạn tìm ở trên mạng là sẽ thấy một cái quy trình chuẩn của thế giới là 8 bước và Phan Anh đã phân tích cho các anh chị và các bạn rất là kỹ để cái 8 bước đó thế thì giới thiệu thêm một cái quy trình 10 bước thực ra này 8 với 10 nó cũng gần giống nhau thôi nó cũng không có gì khác biệt cả để, để các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm các bước của nó để các anh chị làm. Thực ra từng bước từng bước là là à, tôi đã giới thiệu cho các anh chị và các bạn kỹ rồi. À, ví dụ như là bước thứ nhất là xác định và định vị bản thân. Thế định vị bản thân như thế nào? À, các bạn xem lại cái video trước đúng không? Bước số 2 là người khác đánh giá và cảm nhận về bạn như thế nào hoặc là mong muốn bạn sẽ là người như thế nào hoặc là xã hội kỳ vọng chúng ta kỳ vọng đấy. Và thứ ba là cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn là chúng ta trở thành ai cái điều này rất là quan trọng và tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Bước 4 là chúng ta bắt đầu tạo ra một cái bộ nhận diện thương hiệu cho nhân hiệu của chúng ta, như là hình ảnh, logo, slogan, hay thông điệp, hay là cái cái mức độ chuyên gia chúng ta muốn trở thành ai và chúng ta có những cái nhận diện thương hiệu như vậy để chúng ta chuẩn bị cho cái bước tiếp theo là bước số 5 là chúng ta sẽ xây dựng và phát triển các cái hệ sinh thái online để chúng ta xây dựng nhân hiệu. À, website, Facebook, Facebook thì đã có profile, có group, có fanpage, có chạy ad đúng không? YouTube, Zalo, Instagram, à, các cái trang diễn đàn, email marketing vân vân thì trong một cái bài học tôi đã nói khá là kỹ rồi. Sau khi có bước 5 đến bước 6 thì chúng ta sẽ cần phải tạo dựng các mối quan hệ online bằng cách là tăng lượng bạn bè, tăng lượng theo dõi, tăng lượng tương tác, các mối quan hệ offline tức là chúng ta phải năng đi hội thảo năng đến các sự kiện lớn năng giao lưu lượng các đúng không ạ rồi năng đi gặp gỡ trò chuyện tất nhiên là phải được việc chứ không phải là chúng ta cứ đi lượng các xong về là chúng ta bỏ đấy rất nhiều người đi lượng các xong về bỏ đấy rất là phí đúng không rồi chúng ta vừa on vừa off chúng ta đẩy on để thu hút off chúng ta đẩy off để thu hút on là chúng ta phải mix lại với nhau như vậy cũng rất là tốt rồi thì chúng ta cũng phải phát triển các cái nội dung phù hợp cho các công cụ của hệ sinh thái. À, tức là gì? Ví dụ như YouTube thì bạn phải phát triển là nội dung về video, website thì bạn phải phát triển nội dung về bài viết, à, Facebook thì các bạn cũng phải phát triển các nội dung như kiểu là telling story. À, rồi Instagram thì bạn phải phát triển các cái nội dung theo kiểu hình ảnh. Và lúc đấy bạn sẽ phải liên tục, liên tục suy nghĩ về việc là sáng tạo cái à, các cái định dạng media và nội dung số để chúng ta đăng tải trên các công cụ hệ sinh thái bởi vì các công cụ trong hệ sinh thái nó chỉ là công cụ thôi còn đăng cái gì lên đấy thì là do nội dung do hình ảnh do video mà chúng ta suy nghĩ chúng ta chọn lọc và chúng ta sản xuất ra chúng ta đưa lên trên đó đúng không? À, bước tiếp theo đấy là chúng ta phải tối ưu cái nội dung và chúng ta phải phát triển các nội dung cho nó phù hợp với xu hướng. thí à, dụ như bây giờ xu hướng của nó là video thì mình phải tập trung vào video xu hướng của nó là À, content hay là về sale thì mình phải tập trung vào sale web ví dụ như thế à, rồi thì bước tiếp theo là bước số 9 thì chúng ta cũng phải à, tham khảo học hỏi à, những cái người thành công và những người thất bại trong cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân tại sao họ lại làm được điều đấy họ đã làm như thế nào họ đã mất bao lâu cách cách họ làm như thế nào đúng không ạ và bước số 10 là các bạn dám khác biệt và dám thành công đấy thì cái này cũng rất là khó đúng không nó phụ thuộc vào độ điên độ sáng tạo độ lì đòn của chúng ta à, thế thì chúng ta cũng phải lưu ý thế thì tôi sẽ kể với các bạn một cái câu chuyện có thật một câu chuyện một chị học viên của tôi rất là xinh xắn là chị xây dựng thương hiệu cá nhân để chị bán hàng như thế này à, chị bán cái sản phẩm là đồ tập gốc hay còn gọi là đánh gôn đấy đúng không à, như là mũ quần áo dây lưng giày dép phụ kiện à, rồi thì gậy túi tắm vân vân nói chung là bán một số những cái sản phẩm dành cho các cái góp thủ thì chị lập ra một cái nick Facebook cá nhân à, trắng tinh xây dựng từ đầu cái cách mà chị làm như thế này à, chị bắt đầu xây dựng một cái nick profile mới và cái thời gian chị xây dựng là mất khoảng một năm rưỡi à, trong một năm rưỡi đấy thì chị bắt đầu là à, viết trên Facebook cá nhân của mình đăng tải những cái hình ảnh và những công việc của chị hàng ngày chị là một cái nữ doanh nhân, chị rất là thành đạt, chị có công ty là chị chăm sóc con cái và chị yêu thương chồng con, chị chơi hoa, chơi cây cảnh, chị làm những cái việc như vậy và tất nhiên những cái hình ảnh chị đưa lên đều rất là chọn lọc, rất là sang xịn, rất là đẹp, rất là cuốn hút. và đặc biệt là những cái bức ảnh ấy đều được đầu tư rất là kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và không 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 chụp trực diện mà chị chỉ chụp nửa mặt hoặc là chụp phía đằng sau xa xa để tạo ra một cái sự tò mò của một người phụ nữ rất là cao giáo xinh xắn à, cộng với việc là chị chia sẻ những kiến thức chuyên môn về gốc bởi vì bản thân chị cũng là một người đi chơi góp chị có điều kiện kinh tế chị đi chơi góp cùng với chồng chị để sau đó thì chị join vào những cái group tức là tham gia vào những cái nhóm trên Facebook à, dành riêng cho những cái người chơi góp ở trên đó thì chị bắt đầu cũng viết những cái bài viết chia sẻ à, Review về sản phẩm, review về bóng, về gậy, về quần, về áo Review về sân gôn, review về phương pháp đánh, review về ông thầy Review về cách đi vân v rất nhiều thứ à, Thế thì à, trong cái giới đánh gốc thì à, bao giờ nữ cũng sẽ ít hơn nam Mà tự dưng lại nổi lên một cái à, nữ gốc thủ đánh gốc cũng rất là đẹp, rất là xinh, rất là hay Rất là hiểu biết À, chia sẻ những cái nội dung rất là thú vị à, thế thì à, ngay lập tức sẽ thu hút những cái gốc thủ nam họ sẽ tò mò họ sẽ dừng lại họ sẽ đọc và sau đó họ sẽ kết bạn với chị ý qua Facebook và khi kết bạn với chị ý, thì chị ý sẽ xem xét profile của từng người chứ chị không đồng ý ngay bởi vì ví dụ như thầy Phan Anh mà có kết bạn với chị ý, chẳng hạn thì chị sẽ không đồng ý bởi vì đơn giản là thầy Phan Anh không phải là khách hàng mục tiêu vì thầy Phan Anh không đánh gốc đúng không Thế thì phải là những góp thủ, phải là những người đàn ông hay những người phụ nữ chơi góp Phải thể hiện rằng là họ có điều kiện kinh tế và họ đang chơi góp Bởi vì mục tiêu tôi xây dựng thương hiệu, tôi xây dựng cái profile này để bán hàng Thế cứ tương tự như thế, dùng các cái chiến lược kéo đẩy, kéo đẩy Từ Facebook cá nhân vào thấy rất hấp dẫn Vào group cũng thấy rất là hoạt động tích cực Viết bài rất là hay, review rất là tốt Thế thì như thế khách hàng bắt đầu những người bạn bắt đầu kết bạn kết bạn nhiều và sau đó thì chị sang lọc chị chỉ kết bạn với khoảng ngàn hơn một ngàn người nhưng một ngàn người này đều là một ngàn người chơi gốc và một ngàn người này đều hiểu rất sâu về chị đều biết chị là con người như thế nào nghề nghiệp ra sao tính cách ra sao có những cái sự thú vị có những cái sự hiểu biết à, và đặc biệt là cũng yêu gốc chơi gốc rất là hay vân 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 thì tất nhiên cái câu chuyện này cũng là một câu chuyện mà tôi thấy là một cái tình huống điển hình để các bạn nghiên cứu cái cách chị làm một năm rưỡi là một cái quá trình nó không phải lâu nhưng nó cũng không không quá nhanh đúng không và xây dựng một cái profile một cái thương hiệu cá nhân là một cái người mà phụ nữ đánh góp rất là rất là chuyên nghiệp rất là có hiểu biết và rất là có điều kiện và rất là thú vị hấp dẫn một cách À, không phải là hấp dẫn về mặt giới tính mà hấp dẫn về mặt con người, hấp dẫn về mặt sự hiểu biết, sự thông minh, Đấy, cả cả những cái ngoại hình của người ta nữa, đúng không? Và nó sẽ tạo ra những cái sự thu hút sau đó trong những cái người mà người ta đánh gốc với nhau, người ta nói là ở có biết cái chị này không, có biết cái em này không, à, rất là hay. Thế rồi thì kết bạn, kết bạn, kết bạn dần dần dần, thế nào bắt đầu chị review sản phẩm, Đấy, nhưng mà chị không bán, đúng không? bán mà như không bán review sản phẩm tức là uh, hôm nay em đánh cái gậy này em thấy nó rất là hay thế này thế kia vân vâng. em đánh cái bóng này em thấy nó rất là hay thế này thế kia cái cách người ta sẽ viết content và người ta không phải là ở uh, các bác mua đi nhớ ủng hộ em nhé đúng không ạ chỉ đơn giản là gì tôi là một góp thủ tôi uh, chia sẻ cái hiểu biết của tôi về cái sản phẩm này à, và sau đó thì uh, rất nhiều người sẽ hỏi là ở uh, cái này bao nhiêu tiền cái này mua ở đâu như nào và lúc đó thì là chị bắt đầu bán hàng cho khách hàng và với một cái nick profile Facebook mà xây trong khoảng một năm rưỡi với khoảng độ một ngàn hơn một ngàn thành viên là bạn bè đều là những người chơi góp và hiểu nhau rất là sâu có những cái info có những cái thông tin đi lại rất là tốt cả bạn bè của nhau thực sự có hiểu biết và có cái, cái cảm xúc tốt về về thương hiệu cá những cá nhân đấy thì chị tiết lộ là Hàng tháng là chị bán được cái doanh số rất là tốt và lợi nhuận rất là tốt bởi vì là không mất tiền chi phí mặt bằng, không mất tiền nhân viên gì cả chỉ có đăng bài đăng bài bán và cho ship thu tiền ngay không nợ đậm không thuế má không chi phí nhiều giá bán cho khách hàng cũng giá là giá tốt nhưng mà vẫn có biên độ lợi nhuận mỗi tháng có thể kiếm vài trăm triệu rất là ngon đấy là một cái câu chuyện mà tôi muốn nhấn mạnh về cái việc là khi mà các bạn đã xây dựng cái thương hiệu uy tín và cái định vị của bạn cũng là một cái định vị cao cấp và khách hàng hiểu rõ về bạn thì lúc đấy bạn sẽ bán hàng vô cùng sung sướng các bạn hiểu ý tôi không ạ vâng tôi tin rằng là cái bài học này là cái bài học rất thú vị để các anh chị và các bạn có thể suy nghĩ về việc là xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình và thế đi theo các cái bước như vậy kết hợp với cái bài trước là bài 8 bước thì tôi đã phân tích rất kỹ là bài này là bài 10 bước để các bạn tham khảo thêm và để bổ sung thêm thì tôi đã kể cho các bạn một câu chuyện có thật một khách hàng một cái học viên của tôi người ta đã làm được như vậy rất là thành công. À, tất nhiên là với cái tư cách là um, chị làm thành công và tôi kể câu chuyện của chị chứ không phải là tôi dạy chị hay là tôi à, tôi, tôi định hướng hay là tôi cốt trình cho chị được như vậy. À, thực tế là có một cái lần mà tôi à, có đào tạo một một cho chị bởi vì chị cũng là một cái nữ doanh nhân rất là thành đạt. Thì chị muốn xây dựng thương hiệu cá nhân và đội nhóm mạnh hơn nữa. Thì chị tiếp tục tiếp tục học hỏi thì à, tôi có biết được cái câu chuyện đó và tôi đánh giá đấy là một câu chuyện rất tuyệt vời tôi và các anh chị đều phải học hỏi tôi chia sẻ lại với các anh chị và các bạn ok một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo xin cảm ơn